xưa con si mê, thích đi chẳng thèm về. Lập thân trong tâm tôi, tưởng đời chỉ thế thôi. Ở đâu nơi phương xa, người cha đã về già. Chờ con trở về mà, tận giao phó ruộng. Như khi trước lần nào chịu giòn phân nhớ uế, vì được cha giá cao là tình cha thấm sâu. Gần con báo từng lời, dạy con đến thành người, thầm ghi nhớ đời. Ông trưởng già như con mãi dù là người con vô minh đã dại khờ bỏ trốn cha. Gần 50 năm sau người con bỗng ngồi đâu, lòng cha hết buồn sầu chờ giao phó. Siêu dương thới, tức là những người khuất rồi đó, họ được siêu thoát, thì những cái người mà còn sống ở đây đó mới được phát triển tốt đẹp. Cho nên đối với những người đạo phật thì chúng ta dành
cái thì giờ mà tưởng niệm tới các vị đó. Và chúng ta cũng tụng kinh, chúng ta cầu nguyện làm sao cho tất cả các cái vị mà đã khuất đó họ được siêu thoát. Mà khi họ siêu thoát rồi đó thì họ mới hộ cho chúng ta, những người còn sống đây. Trước mắt đó là chúng ta được an lành và có những cái điều kiện tốt mà nó xảy ra cho chúng ta. Nếu mà những người này đó họ chưa siêu thoát thì đôi khi tôi có cái cảm giác nó sẽ ảnh hưởng và tác động qua cho chúng ta còn đang sống đây. Nó làm cho chúng ta có những cái điều mà hoặc là bực bội. Bực bội người ta biết ta bực cái gì. Cho nên cái khi mà chúng ta tu rồi thì chúng ta nhận ra được. Cho nên mỗi một lần tôi ngồi thiền mà tự nhiên tôi cảm thấy tâm mình bất an đi, tôi thấy lạ là tại sao mình ngồi thiền mà lại tâm bất an. Cho nên tôi kiểm chứng lại thì lúc bây giờ là tôi mới phát hiện ra có những cái người bạn mà thân thương của chúng ta mà họ chết rồi họ không được siêu thoát. Cho nên cái lúc mà chúng ta đang ngồi thiền như vậy yên tĩnh thì bây giờ là họ tới với chúng ta, họ tới với chúng ta, họ tác động vào chúng ta. Thì chính cái tâm đau khổ của họ, cái tâm buồn phiền của họ, cái tâm bực tức của họ nó tác động vào chúng ta thì ta nhận ngay được tín hiệu. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta nếu khi nào mà chúng ta thấy có những cái triệu chứng mà gọi là bất bình thường ở trong tâm mình khi mình tu thì kiểm chứng lại, chúng ta có thể thấy được những cái hiện tượng lạ. Thì khi mà chúng ta gặp như vậy đó thì tôi đó thường thường tôi niệm Phật, tôi trì chú hoặc là tôi đọc kinh để hồi hướng cho tất cả những cái người mà hôm nay tới đây với ta này. Thì khi mà tôi làm như vậy đó thì tôi cảm thấy ở trong lòng mình đã an. Trong lòng mình đã an rồi đó thì tôi nghĩ rằng tất cả những người họ đã được siêu thoát. Mà khi những người này họ được siêu thoát đó, thì những cái hiện tượng này đối với chúng ta mất đi, nó không còn nữa. Hoặc là cái trường hợp họ được siêu thoát rồi đó thì quay ngược trở lại họ phò hộ chúng ta. Mà trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó thì thường chúng ta hay gặp được những cái may mắn, những cái điều tốt lành. Có thể cái trường hợp đó không thể tốt nhưng mà lại tốt đi. Cái này tôi biết là những người này họ giúp đỡ chúng ta trên đường tu. Cho nên đối với cái tỉnh Bình Phước này, các vị trở về đây tu học thì chắc chắn là quý vị có cái nhân duyên với cái mảnh đất này, cho nên mình mới về đây mình sống. Thì nghĩ tới những người mà đã khuất đó để cầu nguyện. Thì tôi tin là các vị này sẽ phò hộ cho quý vị. Các vị này sẽ phò hộ cho quý vị. Rồi đó, ở đây để chúng ta bắt đầu chúng ta phát triển. Phát triển đầu tiên là gì? Tức là phát triển được cái đạo lực của chính mình. Chứ còn nếu mà những người này họ không siêu đó thì thường thường họ quấy nhiễu chúng ta đó. Chúng ta muốn tu mà chúng ta cũng không tu được. Đây là cái việc mà quan trọng nhất. Tại nó quấy nhiễu trong tâm, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, khi tâm mình bất an đó, thì tất cả mọi việc trên cuộc đời này đó, chắc chắn không bao giờ xảy ra tốt với mình. Cái tâm của chúng ta đó là chủ. Vì vậy mà chúng ta cần phải được cái tâm chúng ta an trước. Cho nên tâm bất an thì chúng ta phải làm cho tâm chúng ta an. Tâm của những người chung quanh chúng ta bất an, chúng ta cũng phải làm cho họ an. Ta được an và những người chung quanh ta an thì lúc bây giờ đó chúng ta mới phát triển được đạo lực. Đó là cái nguyên tắc mà của người tu chúng ta phải cân nhắc. Vì vậy đó mà cái khi tâm chúng ta đây chưa an thì chúng ta biết là tại sao.
Thứ nhất á, là cái vấn đề ngoại ma tôi vừa nói. Ngoại ma tức là những người mà họ đã chết rồi. Những người đã chết rồi nhưng mà họ còn những cái buồn phiền, những cái bực tức, những cái đau khổ nào đó. Và chính cái đó nó tác động vô ta, nó làm cho tâm chúng ta bất an. Cái thứ hai đó, sở dĩ có một cái tác động đó là vì chính ở trong tâm của mình nó không đã có cái nghiệp này. Nó có cái nghiệp. Cái nghiệp đó là gì? Đức Phật gọi là ngũ ấm. Mà ngũ ấm ma và phiền não ma đó, thì cái này, cái gốc của nó đã có sẵn trong lòng chúng ta. Đây ta gọi là nội ma. Trên bước đường tu của chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất là quý vị phải phát hiện được cái nội ma và cái ngoại ma. Nội ma là ma ở trong lòng chúng ta, ngoại ma là ma bên ngoài. Thì cái ma trong lòng chúng ta không còn nữa, thì cái ma bên ngoài nữa nó cũng không tác động được. Tại vì ở trong lòng chúng ta hay là ở trong nhà chúng ta mà có giặc á, thì nó mới cấu kết với bên ngoài được. Tại vì trong lòng chúng ta còn phiền não, cho nên những người có phiền não đó họ sẽ tới với chúng ta. Trong lòng chúng ta còn buồn phiền, cho nên những người bên ngoài họ tới, họ khai thác cái buồn phiền chúng ta. Trong lòng chúng ta còn bực tức thì họ tới để họ khai thác bực tức. Còn nếu mà trong lòng chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, vắng lặng, thì khi mà họ tới, họ không khai thác được, không thấy khai thác được thì cái trường hợp này họ bỏ đi. Thế nên nhờ họ bỏ đi mà chúng ta đã được giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu mà cái kinh nghiệm của riêng tôi này. Và muốn chia sẻ với quý vị là chỗ đó. Cho nên Đức Phật mà khi Ngài xuất hiện trên cuộc đời, Ngài mang cái thân ngũ ấm này vô để Ngài sống với chúng ta, Ngài kiểm chứng được, mà Ngài rút kinh nghiệm chỗ này, Ngài dạy chúng ta. Đó là Đức Phật. Phật rồi mà hiện thân lại trên cuộc đời, mang thân người vô đó, thì cũng vẫn bị cái thân tứ đại này chi phối và bị cái ngũ ấm này chi phối. Bị cái thân tứ đại này chi phối là gì? Tức là cái thân tứ đại này mà nó không hòa hợp thì thường chúng ta mệt mỏi, chúng ta bệnh hoạn cái này sanh ra. Mặc dù cái thân của Đức Phật á, thì phải nói là cái thân tốt. Cái thân của Đức Phật là thân tốt. Mà thường là chúng ta nói là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và có sức mạnh phi thường. Thế nên trên cuộc đời này để chúng ta thấy có những người mà có một cái cấu trúc cơ thể tốt và có những người mà cái cấu trúc cơ thể không tốt. Thế nên cấu trúc cơ thể tốt này thì có những cái việc đó. Mà ta dễ hiểu nhất là ta nói là ở cái ngoại hình thì dễ coi, sức khỏe bên trong thì tốt. Đó là cái cấu trúc cơ thể tốt. Còn nếu mà cái ngoại hình ở bên ngoài khó coi và cái sức khỏe bên trong không tốt thì thường ta hay đau yếu, ta hay bệnh hoạn. Thành ra bệnh hoạn đau yếu là do cái cấu trúc cơ thể bên trong này không tốt. Và cái ngoại hình của chúng ta không tốt cũng do cái cấu tạo bên trong không tốt. Như vậy đó, thì bây giờ để chúng ta mới nhìn lại hết tất cả những người mà chúng ta tiếp xúc, ta sống hàng ngày để cho con người biết. Cái người mà có một cái ngoại hình dễ coi nhất, có nghĩa là ai cũng thương mến và cũng muốn gần gũi. Cái người mà có một sức khỏe tốt nhất đó, để làm được tất cả những cái việc mà người thường không làm được. Người này đó, ta gọi là cái người có phước đức. Cái người mà có phước đức được như vậy nữa thì cái người này tương đối họ tu dễ. Ở trên cái bước đường tu hành của họ là dễ dàng hơn. Còn cái người mà có một cái ngoại hình xấu xí mà có một cái sức khỏe đó yếu kém đó, thì cái trường hợp người này ta bảo là có cái nghiệp. Có nghiệp này. Đó là ở trên bước đường tu. Mà bây giờ đó, nếu mà cái người có phước rồi đó thì thường thường đó phát triển cái phước rất dễ. Còn cái người mà có nghiệp rồi nữa mà muốn phát triển cái phước đó, thì cái này rất khó.
nghiệp rồi thì tạo ra nghiệp dễ. Cho nên nghiệp mà tạo ra phước thì khó, mà có phước rồi nữa thì tạo ra phước dễ. Tôi nói mình có một sức khỏe tốt và có cái ngoại hình dễ coi, cho nên mình đi tới đâu mình cũng có thể hợp tác với mọi người được, mình có thể giúp đỡ được mọi người, mà mọi người nhìn thấy mình họ quý trọng, thì từ cái chỗ quý trọng này nữa thì phiền não mình đâu có sanh, nghiệp mình đâu có sanh. Ai quý trọng mình hết thì đâu có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ mình xấu xí bệnh hoạn, xấu xí bệnh hoạn nghèo thiếu, thì bây giờ đó người ta xem thường mình. Mà khi người ta xem thường mình thì nghiệp mình mới sanh ra, mình mới khó chịu, mới buồn phiền. Cho nên có nghiệp thì dễ sanh ra nghiệp thêm nữa, còn có phước thì dễ tạo ra phước. Thì như vậy nó trên bước đường tu này nữa, ai mà có phước sẵn rồi nữa, Đức Phật dạy chúng ta nhân cái chỗ này nữa mình nên tạo lên, mình nên tu phước thêm lên, chứ đừng để nó mất rồi nữa, rồi sau này mình muốn tu lại nó khó. Tại ta nhìn ta thấy những người mà dưới ta nó họ muốn làm nhưng mà vì họ không có sức khỏe cho nên họ làm không được, thì ta sợ nhất là ta cũng sẽ rớt vào trong hoàn cảnh không có sức khỏe. Cho nên bây giờ ta còn một chút xíu sức khỏe thì ta cố gắng ta làm. Riêng về tôi nữa là gần như suốt đời tu hành tôi nên là nỗ lực mà làm việc. Mình nghĩ là mình còn một chút sức khỏe đây mà mình không làm nữa thì mai mốt mình muốn làm nữa sao mình làm được. Tôi nhỏ đi theo hầu Hòa Thượng Trí Thủ, tôi thấy Hòa Thượng Trí Thủ đã già yếu rồi, lúc đó là ngài cũng 75, 76 tuổi, mà bữa đó là Hòa Thượng bị cảm nữa. Mà Hòa Thượng Trí Thủ thì lại là mỗi ngày đều có lại sám hối 108 lại hết. Già 70 mấy tuổi mà không bữa nào Hòa Thượng bỏ. Cái bữa đó đi ra ngoài Hà Nội trời lạnh, ngoài Hà Nội mùa đông thì rét, mà Hòa Thượng đó là bị cảm và bị sổ mũi. Khuya đó là thức dậy Hòa Thượng cũng đi lên lại Phật, cũng lên lại 108 lại. Mà bây giờ nếu Hòa Thượng vừa lại mà để một cái khăn ở bên cạnh lại một hồi nữa thì mũi nó chảy ra nhiều quá, phải lấy lau bớt rồi cũng tiếp tục lại. Tôi mới nói Hòa Thượng, tôi nói là bây giờ nữa Hòa Thượng yếu như vậy, Hòa Thượng nên nghỉ đi, rồi bữa khác hay lại. Hòa Thượng nói một câu mà rất dễ thương: bây giờ tôi còn lại được mà Thầy không cho tôi lại, rồi mai mốt á, tôi yếu thêm chút nữa đó, tôi cũng muốn lại, làm sao tôi lại được. Đây là một bậc cao tăng mà chúng ta nên bắt chước. Ngày nào chúng ta còn sống, ngày nào chúng ta còn tu được, ngày nào chúng ta còn làm việc được, thì cái này chúng ta nỗ lực, chúng ta làm để tạo một cái phước cho đời sau ta. Chứ sợ mà nó mất cái này rồi nữa, thì sau này muốn cái này cũng không có nữa. Mà Đức Phật nó dạy chúng ta nó sanh được làm người rất khó. Mà mất thân người rồi đó, muốn có một cái thân người kế tiếp để tu đó, thì trường hợp này rất khó. Cho nên bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta có thân người và được gặp Phật Pháp, thì cái điều quan trọng nhất là nỗ lực mà tu cho đắc đạo. Khi mà tôi đi tu rồi tôi nghĩ ngay thôi, mình được có thân người và được gặp Phật Pháp đó, thì cái điều quan trọng nhất đối với ta đây là phải nỗ lực tu, tu cho đắc đạo. Phải tu thực, tu cho đắc đạo. Thì bây giờ nỗ lực tu thì quý vị nghĩ mình tu cái gì đây? Và tu như thế nào mà được gọi là đắc đạo đấy? Cái việc mà đắc đạo nó làm Phật, làm A-la-hán thì cái chuyện này tính sao? Cái này cao quá. Thế nên làm sao mà ta đắc đạo được, tu cho đắc đạo được là được cái đạo của con người đời trước rồi đó. Ta là con người, ta tu cho được cái đạo là con người đấy. Tức là tất cả mọi người chung quanh, mọi người chung quanh họ xem chúng ta làm con người thực, mà họ có một cái là quý trọng chúng ta thực, thì cái này là chúng ta có thể làm được ở trong tầm tay. Tức là mọi người chúng ta đây ai cũng có thể làm được ở trong tầm tay. Đây là cái thực tu. Thì những cái mà cao xa đó thì chúng ta để về sau chúng ta làm.
Còn những cái chúng ta làm được ở ngay trước mặt chúng ta nên, thì chuyện này chúng ta nên làm trước, nên dứt khoát. Những cái chúng ta làm được, Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Tất cả những cái điều thiện, dù nhỏ hay dù lớn, mà ta có thể làm được thì ta đừng nên bỏ qua. Ta đừng nên bỏ qua cái điều này. Đa số đó là chúng ta cứ nghĩ chờ thời, chờ thời, tức là chờ khi nào có cái việc thay đổi nào đó thì ta sẽ ra ta làm việc lớn, chứ ta không bao giờ chịu làm chuyện nhỏ này. Mà Đức Phật nói là chờ cái việc lớn thì đôi khi chờ suốt đời chúng ta cũng không có. Thế nên tôi quan sát, tôi thấy những người ngồi mà chờ thời nữa, thì cái trường hợp tuổi nó cứ già lần rồi đó, tới cuối cùng họ không làm được gì hết, thành họ chết ở trong cái nuối tiếc, cái ân hận này. Tôi có một số những người bạn làm như thế, tức là chờ thời. Mà trong lúc đó Đức Phật dạy mình cái việc nhỏ thiện mình cũng làm, chứ nhỏ cũng làm chứ. Tôi nhớ là cái câu chuyện khi mà Đức Phật đi cùng với Ngài A Nan, thì bây giờ Đức Phật thấy một cái bà già mà không thể xỏ được cái kim đó. Cho nên Đức Phật mới ngồi xuống lấy cái kim xỏ giùm, xỏ thì chỉ qua giùm bà già. Bà già cảm ơn. Thì bây giờ Ngài A Nan mới nói, Đức Phật là thầy ở trong thiên hạ, thầy của trời người, mà sao lại Ngài đi làm chuyện nhỏ như vậy? Thì Đức Phật nói một cái lời nói mà ta cần phải suy nghĩ. Nếu ở đây và bây giờ không làm chuyện này thì A Nan thấy còn có cái việc nào lớn hơn để mình làm? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái người tu ở trong đạo Phật là luôn luôn cứ nhớ cái thời điểm bây giờ và ở đây. Cho nên bây giờ và ở đây ta có thể làm được việc gì nữa thì ta nên làm, chứ đừng ngồi không đây mà chờ nữa. Thời gian trôi qua, cơ hội không có nữa. Tới sau này nữa, cái việc nhỏ hơn chúng ta cũng có lại. Bây giờ việc này ta chê nhỏ ta không làm, nhưng mà ta chờ tới một lúc nào nữa, cái chuyện nhỏ như thế này hoặc là nhỏ hơn nữa ta cũng làm được. Thì như vậy cuộc đời chúng ta coi như không có gì. Cho nên trên bước đường tu, cái việc thiện dù nhỏ tới đâu đi nữa mà ta làm được thì ta cũng nên làm, chứ đừng bỏ qua. Đó là ở trên cái bước đường tu và kinh nghiệm của tôi. Cái việc nhỏ thiện chúng ta cố gắng ta làm. Mà nhờ như vậy đó, Đức Phật nói sao? Tích lũy, tích lũy công đức. Thậm chí Đức Phật nói là Ngài thành Phật đó là nhờ tích lũy công đức từ vô lượng kiếp này, chứ không phải một ngày bữa mình làm được đâu. Tích lũy. Cho nên Đức Phật nói cái giọt nước tuy nhỏ nhưng mà nó chảy lâu ngày nữa thì nó cũng đầy cả một cái bể đó. Đây Đức Phật dạy chúng ta, cái việc thiện tuy nhỏ nhưng mà ta biết góp nhặt nhiều cái nhỏ thì nó sẽ trở thành lớn rồi. Đó là trên bước đường tu. Cho nên đừng từ chối cái việc nhỏ. Nhờ cái việc nhỏ này mà hợp lại sau này chúng ta sẽ làm được việc lớn. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta đấy. Thì cái việc thiện nhỏ này đó, quý vị nghĩ là gì? Cho nên chúng ta suy nghĩ việc thiện này nằm ở đâu. Cái việc thiện nhỏ này nữa, nó nằm ở trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta. Thành ra chúng ta phải cân nhắc cái việc làm của chúng ta hàng ngày đấy, để chúng ta điều chỉnh. Điều chỉnh những cái việc nhỏ này nữa, lâu rồi nữa, nó hợp ra lại, nó thành cho chúng ta cái việc lớn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Từ cái khi mà chúng ta học cũng vậy, và ra làm việc cũng vậy. Nên chúng ta học, chúng ta phải góp nhặt cái kinh nghiệm nhỏ, lần lần lại cho chúng ta có một cái tầm biết rộng hơn. Rồi ra làm việc á, cũng từ cái việc nhỏ. Mà lần lần á, thì lúc bây giờ nữa mới có cái việc lớn về sau này. Mà cái người làm được việc lớn á, thì quý vị nghĩ sao? Cái người mà làm được việc lớn á, thì sự thật á, không phải bản thân họ làm. Bản thân họ không làm. Người làm việc lớn là bản thân không làm, nhưng mà thực ra đó, họ làm được việc lớn. Họ làm được việc lớn
Tại vì họ có một cái tâm hồn lớn, họ có một cái khối óc lớn. Cái khối óc lớn, cái tâm hồn lớn của họ đó, chính cái chỗ này quan trọng. Mà cái khối óc của họ, cái tâm hồn của họ đây đó, là do họ tích lũy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta làm việc nhỏ là tự thân chúng ta làm. Mà tự thân chúng ta làm thì sao? Từ cái việc nhỏ này nữa, nó sẽ gieo vào lòng người một cái ý niệm tốt về ta, phải không? Đây Đức Phật nói là trồng căn lành nữa. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta gieo vào lòng quần chúng một cái ý niệm tốt. Thì bây giờ đó, mọi người bắt đầu nhìn chúng ta là từ cái việc làm thiện nhỏ của chúng ta đây, họ có cái ý nghĩ tốt. Từ cái ý nghĩ tốt này đó, nuôi vào trong lòng của họ. Thì sau này họ hợp tác ta được nhé. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đức Phật nó đừng chê cái chuyện nhỏ mà không làm. Chê cái chuyện nhỏ thiện mà ta không làm, chờ kiếm dụng lớn không có. Vì vậy đó, mà cái thiện nhỏ mà ta làm đó, là nhằm gieo vào trong lòng của người một cái ý niệm tốt. Cái ý niệm tốt về ta và cái ý niệm tốt về Phật Pháp. Thì chính cái này đó, nó giúp cho chúng ta trong tương lai. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái thật là. Còn cái việc ác đó, cái việc ác nó giàu nhỏ, chúng ta nên tránh đi. Cái việc ác này là gì? Tức là làm mất lòng người. Đây là cái kinh nghiệm tu của tôi mà rất thực tế là vậy. Cái chuyện mà làm mất lòng người, làm cho người khác buồn phiền, làm cho người khác đau khổ, dù nhỏ mấy đi nữa, chúng ta tránh được, nên tránh được. Nên tôi thấy đôi khi nó không đáng, nó không đáng, nhưng mà chúng ta làm mất lòng người, làm cho họ giận, họ buồn. Không đáng này là gì? Đôi khi quý vị chỉ có một lời nói chơi thôi. Cho nên một lời nói chơi thôi mà cũng có thể làm mất lòng thân. Thì cái này nên tránh. Nên tránh cái làm mất lòng người. Cho nên trên cuộc đời này tu hạnh đại thừa, Đức Phật dạy chúng ta đó, là làm cái việc gì có lợi ích cho người nữa, dù nhỏ ta cũng làm. Mà làm cái việc gì mà có hại cho người nữa, thì dù nhỏ chúng ta cũng tránh. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà như vậy đó, thì cái người tu hành này đó, xuất gia hay là tại gia vậy? Tức là cả bốn chúng này, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia đệ tử của Đức Phật, ta gọi là tránh giữ làm lành. Ta nói tránh giữ làm lành này nằm ở đâu? Ở trong cái căn bản đó, mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là cái việc phải làm thường xuyên, gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái việc mà chúng ta cần phải làm thường xuyên, đừng bao giờ nghỉ ngơi, đừng bao giờ gián đoạn. Cái người tu chúng ta đó là như vậy. Bốn cái việc cần phải làm thường xuyên, cho nên gọi là tứ chánh cần. Thì cái người tu đó ai cũng vậy, cũng phải theo cái quy luật này nữa mà tự tiến thân. Thì trong bốn cái việc đó, tứ chánh cần này, Đức Phật đó là cái việc đó mà thiện, tức là tốt đó, nó chưa sanh thì ta làm cho sanh. Cái việc tốt đó, đã sanh rồi thì chúng ta làm cho nó tăng trưởng. Đó là hai việc đó. Cái việc tốt, việc thiện mà chưa sanh đó là gì? Tức là cái người này đó, ta chưa từng quen biết, ta chưa từng tiếp xúc, ta chưa từng làm được cái gì cho họ hết, nên ta chưa làm gì hết. Ví dụ như bây giờ nữa, cái khi mà tôi tới cái chùa Thanh Long này, tôi tới cái tỉnh Bình Phước này, khi mà tôi mới tới đó, thì bây giờ chưa ai biết tôi là gì hết. Nên mình mới tới, ai biết mình? Thì cái này nữa là cái thiện cũng chưa sanh mà cái ác cũng chưa sanh. Cho nên khi nào mà quý vị ở xa tới đây, hay là bây giờ nữa tôi nói là từ đây đi về thành phố Hồ Chí Minh đi, thì cái khi mà thành phố Hồ Chí Minh tới đây chưa ai nghĩ ác về mình, cũng chưa ai nghĩ thiện gì mình hết đó, thì cái này thiện ác chưa có. Nhưng mà ta ở đây một khoảng thời gian đó, nếu mà ta khéo tu theo lời Đức Phật dạy đó, thì cái thiện chúng ta từ từ sanh mà cái ác không có. Còn nếu mà ta không khéo tu đó, thì ta ở đây một thời gian đó, ta mất lòng. Ta mất lòng ít người, rồi lần lần ta mất lòng nhiều người, tới cuối cùng chúng ta phải xách gói đi, đi chỗ khác.
Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì chúng ta sai lầm. Tại cái điều thiện nó chưa sanh mà chúng ta không cho nó sanh ra. Bây giờ cái điều thiện mà chưa sanh này, tức là ai chưa biết mình tốt hay xấu, ai chưa biết hết. Mà bây giờ mình có một cái duyên mình tới đây để làm đạo, hay là tới đây để sanh sống này, nó là cái thực tế này. Cho nên đi tới cái đất này để sanh sống này. Thì khi mà mình tới đây rồi nữa, thì sao? Phải nên làm những cái chuyện thiện. Thầy tổ mình trước đây đã từng làm. Thì bây giờ mình tới đây để mình nên làm chuyện này. Mà cái chuyện thiện này là gì? Tức là gieo vào lòng người một cái ý niệm tốt. Mà gieo lòng người ý niệm tốt này đó, là mình phải làm một cái việc gì tốt cho thiên hạ đây. Cho nên Đức Phật dạy các vị Bồ Tát khi tu hành đó, thì đi tới bất cứ chỗ nào và gặp bất cứ ai, thì trong thâm tâm chúng ta chỉ nghĩ một điều duy nhất đó, là gì? Ta làm một cái gì chỗ này, ta làm một cái việc gì lợi ích cho người này. Cho nên người mà ta tiếp xúc, cái người mà ta tiếp xúc mà ta quen biết đây đó, là cái ý niệm đầu tiên của chúng ta đó, khởi lên đó, là thiện đó, có nghĩa là ta phải làm một cái việc gì cho họ. Ta phải làm một cái việc gì cho họ đây. Ta phải làm một cái việc gì ở đây trước khi chúng ta ra đi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên tôi khi đi tu nhờ hiểu được cái lời dạy này của Đức Phật mà tôi đã áp dụng trong cuộc đời tôi. Tôi tới bất cứ một cái chùa nào đó, thì cái việc đầu tiên tôi nghĩ mình tá túc ở chùa này thì mình phải làm một cái gì cho cái chùa này trước khi mình rời chùa này mình đi. Chứ không phải là cái này không phải chùa của mình rồi mình không quan tâm. Phải làm ở đây một cái gì cho tốt ở đây rồi đó, mình sẽ ra đi. Rồi mình gặp một cái người bạn ở đây, mình cũng nghĩ mình nên gieo vào lòng họ một cái ý niệm tốt nào đó rồi mình sẽ ra đi. Đây là quan niệm của chúng ta. Chứ không phải là khi họ ghét họ đuổi chúng ta rồi ta đi. Gieo vào lòng họ một cái ý niệm tốt rồi đó thì chúng ta mới bỏ ra đi. Đó là cái ý niệm mà ban đầu của người tu. Mà có lẽ là nhờ cái tinh thần này mà tôi sống từ ở thành phố cho tới thôn quê, từ ở trong nước cho tới nước ngoài. Cho nên bạn bè khắp nơi đó, ở trên thế giới tôi quen biết và tôi tiếp xúc, họ đều thương, đều quý tôi. Là vì nhờ cái tâm niệm thiện này đó, tôi biết nuôi. Cho nên cái này muốn chia sẻ với tăng ni Phật tử chúng ta là được. Tức là để vào lòng họ một ý niệm tốt. Tại vì để vào lòng họ ý niệm tốt đó, thì cái trường hợp trái đất này tròn cho nên gặp lại. Thành ở trong cái kiếp luân hồi đó, trong kiếp luân hồi Đức Phật nói là chắc chắn rồi chúng ta sẽ gặp lại thôi, mà gặp lại trong kiếp sau. Mà nếu đã gieo vào lòng người một cái ý niệm tốt rồi đó, thì cái kiếp sau tái sanh lại mà gặp nhau thì sao? Tức là ta có cái cảm giác đó, đây là người bạn thân thương và người tốt. Cho nên trên cuộc đời này nữa, nếu quý vị tu rồi, cái tâm mình nó được lắng yên, nó trong sáng một chút, thì mình sẽ phát hiện ngay ra. Riêng tôi đó, là tôi thường nhận ra cái điều này. Tại vì trong kiếp luân hồi, tức là đời trước và nhiều đời trước nữa, mình sanh ở đâu, mình làm cái gì, mình quen biết với ai, phải không? Thế nên bây giờ mình tới trở lại cái chỗ đó đó, mình có cái cảm giác như đây là chuyện thân thương. Tại bây giờ đó tôi về cái tỉnh Bình Phước này đó, tôi về cái tỉnh Bình Phước này đó là cái việc đó, tôi liền nghĩ ngay tới một cái là 40 năm trước tôi đã từng hoằng pháp ở đây rồi. Thế nên tôi tới đây thuyết pháp rồi, đã giảng kinh rồi. Cho nên đó, có những cái người mà quyến thuộc bồ đề của tôi sanh ra ở đây rồi. Đây là cái nhìn nhé. Thế nên không phải là các vị mới gặp tôi hôm nay đâu, phải không? Có ai nghĩ phải không? Thế nên có những người mới gặp tôi hôm nay, nhưng mà cũng có những người đã từng gặp tôi trong những kiếp trước rồi, phải không? Hình như là nghe cái giọng nói hơi quen quen, phải không? Cái giọng nói này hình như là mình có nghe rồi. Mặc dù đó, trong kiếp này mới gặp nhau thôi, nhưng mà hình như cái giọng nói này mình nghe quen quen. Và cái khuôn mặt này hình như mình cũng đã thấy rồi, phải không?
Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này, ta gặp một cái người có thiện cảm với mình hay người có ác cảm với mình, thì mình liền nghĩ sao? Đây là nhân duyên từ quá khứ, đây là nghiệp duyên từ quá khứ cho nên dẫn tới trong hiện tại đây. Thế nên một người nào đó nhìn mình thiếu thiện cảm thì mình nghĩ trong quá khứ mình đã từng làm một cái việc gì cho họ rồi, cho nên ngày nay tuy là thay hình đổi dạng nhưng mà trong thâm tâm của họ vẫn còn có cái niềm ác về mình. Đây ta thấy rất rõ, trên cuộc đời này ta chưa từng làm mất lòng họ, chưa từng nói xấu họ bao giờ hết, nhưng mà họ luôn luôn lúc nào kiếm chuyện với ta làm sao? Nếu mà ta theo Phật, ta quan sát kỹ lại, ta thấy trong kiếp trước mình đã có vấn đề với họ rồi đấy. Mà biết như vậy thì trên bước đường tu của chúng ta Đức Phật dạy chúng ta đây là việc ác đã sanh rồi, cho nên phải tìm cách xóa đi, phải tìm cách xóa đi chứ đừng để cho nó tăng trưởng. Để tăng trưởng làm sao? Cái người không biết thì nghĩ vô cớ mà nó nói xấu tôi, nó vô cớ mà nó khinh dễ tôi, vô cớ mà nó phá tôi. Có bao giờ quý vị nghĩ không? Cái gì cũng có cớ hết chứ không có vô cớ đâu. Vô cớ là không phá được đâu, nó có cớ chứ. Cho nên tôi lúc mà tôi tu, tôi nghĩ tại sao mà nó không phá cái thầy kia mà nó phá tôi? Tức là giữa tôi với cái nó có một cái nhân duyên gì đây cho nên nó tới nó quậy mình chứ phải không? Sao nó quậy tôi mà nó không quậy vào thượng nhân? Nên tôi biết rồi, cái này là tốt nghiệp của mình đây, tới quậy đúng mình đó. Mình không làm gì mà nó lại quậy mình, còn cái ông này chửi mắng nó mà nó lại theo nó hầu ổng, tức chết không em? Như vậy là nghiệp chúng ta sanh, tức là ác nghiệp đã có rồi, cho nên bây giờ gặp duyên ác nó sanh ra. Mà Đức Phật dạy chúng ta phải thấy chỗ này, đây là ác nghiệp đời trước, vô lý, cho nên nó vô lý, cho nên là đời trước. Mà bây giờ chúng ta tìm cách chúng ta xóa cái này, tìm cách để xóa cái ác nghiệp đời trước này. Cái này gọi là ác nghiệp đã sanh, cho nên phải diệt đi, chứ đừng để cho nó tăng trưởng. Mà nếu chúng ta đối phó thì này tăng trưởng. Như vậy thì gọi là nghiệp cũ tạo nghiệp mới rồi. Tức là nghiệp cũ nó ít mà bây giờ tạo nghiệp mới nhiều hơn. Còn người ta tìm cách xóa thì xóa bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta là thứ nhất là dùng cái pháp nhẫn nhục. Dùng cái pháp nhẫn nhục. Bây giờ nó chửi mắng ta, nó nói xấu ta, nó làm gì nữa. Nhưng mà cái thứ nhất ở đây là ta biết là tốt nghiệp, cho nên ta nhận. Ta nhận cái này, ta trả cái này. Ta coi như mình thiếu nợ nó, bây giờ nó tới nó đòi, thì bây giờ mình trả nó chứ. Mà trả nó thì hết chứ. Kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên khi ra làm đạo hay là trong cuộc sống mà ta gặp những cái không được vừa lòng này nữa, ta biết là nghiệp mình, cho nên mình niệm Phật và mình nhịn, mình chịu. Mình nhịn, mình chịu, mình chấp nhận cái này coi như mình trả. Mà trả rồi thì hết chứ. Nếu hãy quý vị không chịu trả mà quý vị tạo thêm nữa đó, thì này tăng trưởng. Mà Đức Phật nó hãy trả rồi thì hết. Nó hết bằng cách nào? Thành ra nó nói xấu mình, nó chửi mắng mình. Nhưng mà mình vẫn niệm Phật, vẫn vui vẻ, vẫn chấp nhận hết tất cả những cái gì nó đổ lên trên mình. Đổ lên trên mình chứ. Thì bây giờ sao? Nếu trong lòng mình mà hoàn toàn thanh thản thì chính nơi đây đó là tạo cho mình có một cái điều kiện tốt này. Tất cả bà con chung quanh họ nhìn họ thấy. Họ thấy đó là nó luôn luôn tìm cách nói xấu mình, tìm cách chống phá mình, nhưng mà mình không có phản ứng gì hết. Thì người ta nghĩ mình là người tốt và mình là người tu, phải không? Nhân cái chỗ này mà mình được trở thành người tốt, trở thành người tu, tại sao mình không làm? Đây là cần để mà chúng ta nhận, chúng ta chấp nhận hết. Thì bây giờ đó, mọi người biết cái này ta không có lỗi, nhưng mà bị người khác vu oan giá họa cho ta mà ta không phản ứng, nên ta không phản ứng. Thì người khác ta cũng biết, ta biết cái chỗ này nữa, thì người ta sẽ thương mình hơn ở trên bước đường tu. Mà
Khi người ta biết mình tu được cái hạnh nhẫn nhục này, mình không có phản ứng lại với bất cứ ai hết, thì cái việc gì xảy ra cho mình đây? Tôi thấy cái lợi trước mắt đó là ai họ cũng muốn gần mình hết. Ai họ cũng muốn gần mình chứ. Thế nên trên đời này đó, ai cũng muốn gần cái người tốt, cái người tốt đó. Thế nên mình nói lỡ lời với nó, nhưng mà nó sẵn sàng tha thứ cho mình. Đây là người bạn tốt, cho nên mình quý trọng nó. Thế nên lỡ nó nói một cái lời nó chơi nhưng mất lòng mình, nó sợ, nó sợ mình buồn. Mình ôn tồn, mình nói dùng cái lời ái ngữ của Đức Phật dạy nữa, nó không có sao đâu. Này tôi biết anh nói chơi mà, biết không? Anh nói chơi, vui miệng nói chơi thôi, không có. Nhưng mà lúc bây giờ cái nghiệp mình nó nghiệp ác mình có đó, thì khi người ta nói chơi mà xúc phạm tới mình thì mình liền nổi nóng lên, liền gây sự. Thì cái này để về sau người ta dè dặt. Người ta dè dặt, người ta không dám gần gũi mình, không dám nói chơi với mình nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên ta thực hiện được cái hạnh nhẫn nhục và cái hạnh ái ngữ này nữa. Tức là dùng cái lời nói mà ôn tồn và nhẹ nhàng, dễ thương nhất ta nói. Đó là trên cái bước đường tu mà Đức Phật dạy. Cho nên cái người họ dùng cái lời hung ác họ nói với ta, thì ta dùng cái lời nhẹ nhàng để ta đáp trả lại. Thì cái chỗ này ta bảo là dặt tới Bồ Đề. Dặt tới Bồ Đề, dặt ta. Tại vì nó hung dữ thì nó cần phải có cái hung dữ để nó phát triển lên chứ. Nhưng mà gặp cái người này hiền quá làm sao được. Thế nên bây giờ nó mắng mình rồi đó, mà nếu mình mắng lại thì nó tiếp tục nó mắng được, phải không? Nhưng mà mắng người ta rồi nữa mà người ta làm thinh, người ta vui vẻ, người ta coi như không có chuyện gì hết đó, thì quý vị tiếp tục mắng được không? Thế nên trong thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật có bị một cái tên Bà La Môn mà nó đứng nó mắng Đức Phật từ sáng cho tới chiều. Phật vẫn ngồi nhập định tỉnh bơ, coi như không có gì xảy ra. Thế nên tất cả mọi người chung quanh họ tụ lại, họ coi, phải không? Họ thấy hai cái ông đạo sĩ này nữa găng với nhau nữa. Họ tới họ coi, họ thấy Đức Phật ngồi làm thinh nhập định từ sáng tới chiều, còn ông này cứ một mình chửi, phải không? Thế nên chửi đã đi rồi đó, thì lúc bây giờ mọi người họ thấy, họ nhìn thấy, ồ cái ông này lạ lùng, người ta không nói gì hết, nhưng mà bây giờ một mình nói. Rồi ông nhìn ông thấy không ai ủng hộ mình nữa hết đó, thì ông xấu hổ tự rút lui đi. Đây là trên bước đường tu. Đức Phật chúng ta dạy chúng ta, mà Đức Phật cũng đã làm cho chúng ta thấy. Cho nên cái này chúng ta nên học. Mà nếu học như vậy đó, thì như vậy cái ác nghiệp đời trước chúng ta đó, cái này được xóa rồi. Tại đời này ta không tạo tội, nhưng mà vì đời trước, cho nên lúc bây giờ nó nhìn nó thấy được cái tội đời trước ta mà nó gây khó khăn ta. Mà ta trả được cái này rồi thì tất nhiên cái tội này hết. Chỗ này nữa Đức Phật bảo là cái ác mà đã sanh rồi thì nên chặn lại, đừng cho nó sanh thêm. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái gì mà có trong cuộc sống chúng ta hôm nay nữa, mà ta không vừa lòng nữa, ta biết cái này là ác nghiệp đời trước của ta. Ác nghiệp đời trước chúng ta đã tạo nữa, cho nên bây giờ nhất định là xóa cái này đi, không tạo thêm nữa. Cho nên tôi sanh ra ở trong một cái gia đình nghèo khó, tôi biết đây là ác nghiệp đời trước mình. Tôi sanh ra có một cái cơ thể không được khỏe mạnh, tôi biết đây là ác nghiệp đời trước của mình. Cả những cái này thuộc về ác nghiệp đời trước của mình, cho nên cái này mình xóa đi mà mình không tạo nữa. Không tạo nữa, lúc bây giờ mình tạo cái thiện chứ. Cho nên mình tạo cái thiện nghiệp mới. Trên chỗ này Đức Phật nói là cái thiện nghiệp á, mà chưa sanh thì phải làm cho sanh, mà cái thiện nghiệp đã sanh rồi thì nên phát triển. Cho nên chưa sanh á, hồi nãy tôi nói với quý vị nữa, là bây giờ lần đầu tiên tôi tới cái tỉnh Bình Phước này nữa, là chưa ai biết tôi hết, chưa ai nghĩ tốt nghĩ xấu gì tôi hết, phải không? Ta chưa biết mình mà. Này là thiện ác chưa có đây. Ta nên thiện cũng chưa sanh mà ác cũng chưa sanh. Ta nên thiện chưa sanh mà ác cũng chưa sanh. Cho nên bây giờ mình tu nữa là mình làm cho cái thiện sanh. Tức là thiện chưa sanh mình làm cho sanh, ác chưa sanh thì mình chặn không cho sanh. Đây là trên bước đường tu.
Nên cái ác chưa sanh là không cho sanh, và cái thiện chưa sanh thì làm cho nó sanh. Làm cho nó sanh là gì? Cái thiện là gì đây? Cái thiện là cái ý niệm tốt của mình ở trong lòng. Mình chưa có cái ý niệm tốt với người này, mình chưa có cái ý niệm tốt chỗ này, thì mình nên phát khởi một cái tâm tốt này. Mà thường là Đức Phật dạy chúng ta đi tới bất cứ đâu và gặp bất cứ ai, chúng ta nên phát cái tâm đại từ bi lên. Cho nên tâm đại từ bi đây là cái tâm tốt mà ta nên phát lên trước. Cho nên tâm tốt này, tâm đại từ bi này là gì? Cho nên đại từ bi có nghĩa là ta tới chỗ nào là cái điều quan trọng nhất là ta nên làm vui lòng chúng. Ta làm vui lòng chúng, cái này là cái tâm tốt của ta. Tâm này là tâm từ. Còn cái tâm đại bi đó, là giống như Bồ Tát Quan Âm ấy, đi tới chỗ nào là tới chỗ đó để cứu vớt. Có nghĩa là ta tới những cái chỗ mà họ cần ta, chứ ta đừng tới những cái chỗ ta cần họ. Đây là trên bước đường tu. Ta nên tất cả các Phật tử chúng ta suy nghĩ xem ở trong cuộc sống ta. Nên tới những cái chỗ họ cần ta, chứ đừng tới những cái chỗ mà ta cần họ. Khi mà ta cần họ thì cái chuyện này phiền lắm. Ta nói ta cần họ có nghĩa là ta tới để ta vay tiền, ta tới để ta mượn nợ, ta tới để ta nhờ vả cái gì đó, có nghĩa là ta cần chứ. Mà khi ta cần họ, ta tới đó thì chuyện này khác rồi. Nhưng mà bây giờ đó, họ cần ta mà ta tới đó thì cái trường hợp này là khác. Ví dụ như bây giờ đó, sáng nay đó, Hòa Thượng Nhuận Thanh cần tôi tới đây, Hòa Thượng Trưởng Ban cần tôi tới đây đó. Mà không biết ai đó là gọi điện thoại cho Hòa Thượng đó, Hòa Thượng Trí Quảng bệnh nhập viện rồi. Ông Hòa Thượng Trưởng Ban này sợ chứ, bữa nay là Hòa Thượng Trí Quảng lên giảng đây mà giờ ông nhập viện rồi, bây giờ mình làm sao đây, phải không? Thành ra bất chợt Hòa Thượng Nhuận Thanh thấy xe tôi lên, Hòa Thượng mừng. Cho nên tôi tới đây mà làm cho Hòa Thượng đây vui, làm cho Phật tử Tăng Ni đây vui, thì cái này là việc thiện. Cho nên tới. Khi mình tới cái chỗ đó làm cho mọi người vui, tức là mang cái niềm vui tới cho họ đó, thì cái này là chúng ta nên tới. Đó là trên bước đường tu chúng ta nên cái thiện. Còn bây giờ đó, mà người ta sợ mình tới, ta sợ mình tới. Cho nên bữa nay đó, thì người ta, ta chuẩn bị thức ăn cho vào khoảng độ chừng 100 người ăn thôi. Nhưng mà tôi dắt Phật tử lên đây vài 300 người tới, đứng đầy sân hết đó. Sao sợ chứ phải không? Đây, những người nấu ăn bữa nay sợ chết đó. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng đưa Phật tử lên đây đông quá rồi. Ăn hết của mình gì phải không? Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên ta tới mà làm cho họ sợ, tới mà làm cho họ buồn phiền, thì cái này là chúng ta nên tới. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta làm thiện là như vậy. Tức là tới những cái chỗ họ cần mình, mà đừng tới những cái chỗ mình cần họ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên bây giờ họ hỏi tôi cần cái gì, tôi nói tôi không cần hết. Ta đang trên cái bước đường tu nữa, thì tôi đâu cần cái gì nữa. Mà cái điều tôi cần nhất là tôi biết là người ta không thể nào cho tôi được. Cái mà tôi cần nhất đây này. Cho nên cái này nữa là chỉ có Phật Bồ Tát ban cho tôi thôi. Cho nên cái tôi cần nhất đây nữa là cho tôi có một cái sức khỏe tốt để làm đạo không biết mệt mỏi. Chuyện này là chuyện tôi cần nữa. Cái tôi cần đấy, Phật cho tôi. Cái việc làm của mình cần cái sự hộ niệm của chư vị Bồ Tát để mình vượt qua hết được tất cả các chướng duyên mà mình đi tới cái mục tiêu của mình. Đây là cái việc lớn. Đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Vì vậy đó, mà cái việc đầu tiên đó, là cái trường hợp đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, tới bằng cái tâm đại từ bi.
Cho nên tới bằng cái tâm đại từ bi, đi tới chỗ nào thì chỉ nhằm cái mục tiêu là cứu khổ và ban vui. Cái này là hạnh của Bồ Tát. Nên cái nguồn vui tới cho họ và hóa giải được cái nỗi khổ niềm đau của họ được chừng nào tốt chừng đó. Đây là việc làm. Nếu không làm được hai việc đó là nhất định ta không tới. Thì như vậy đó là cái thiện chúng ta tăng lên. Mà nếu ta tới đâu ta hóa giải được nỗi khổ niềm đau của người, ta tới đâu ta mang được cái nguồn vui tới cho người ở đó thì sao? Tức là ở trong lòng của mọi người đó nghĩ tốt về ta. Mà nghĩ tốt về ta thì cái này tự nhiên đã biến thành ra quyến thuộc Bồ Đề của ta. Mà họ nghĩ tốt về ta như vậy đó, thì lúc bây giờ nếu mà ta có một cái trí tuệ mà siêu việt, ta nhìn ta thấy được những cái chuyện xa. Cái chuyện xa này là gì? Chuyện xa này đó là có thể thực hiện được và làm cho người ta được an vui giải thoát. Ta thấy được. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta quy ngưỡng, ta nghĩ về mình rồi, ta mong đợi mình rồi, thì bây giờ đòi hỏi mình phải làm được cái việc gì đây? Nên cái việc mà mình làm được đây đó, làm lợi ích cho tất cả mọi người. Cho nên lúc bây giờ đó mọi người cùng với mình mà làm, thì lúc bây giờ mới gọi là làm việc lớn. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đều phải như vậy. Cho nên một mình dù có giỏi mấy đi nữa cũng không làm được. Nhưng mà làm được thì nhờ nhiều người hợp tác lại mới làm được. Cho nên khi mà tôi tới đây đầu tiên tôi hỏi Hòa Thượng Nhuận Thanh, tôi hỏi là đây là tăng ni mình có hòa hợp không? Em có hòa hợp không? Có đoàn kết không? Mà nếu tăng ni của mình đây nó hòa hợp và đoàn kết thì chắc chắn mình làm được việc lớn rồi. Nên cái lễ Phật đản vừa rồi mà cái tỉnh Bình Phước nghèo như thế này mà làm được mười mấy chiếc xe hoa thì cái trường hợp này đó là một việc mà đáng được biểu dương. Thành ra chư tăng, chư ni và Phật tử chúng ta hết lòng để mà lo cho cái lễ này. Mặc dù đây là một cái tỉnh xa nghèo mà đã làm được những chuyện lớn như vậy. Thành phố Hồ Chí Minh làm mấy chục chiếc xe hoa chuyện này bình thường. Nhưng mà Đồng Xoài mà làm được 10 chiếc xe hoa thì chuyện này quá cái sức của mình. Đây là một cái việc mà đáng khen ngợi. Cho nên ở bất cứ chỗ nào mà ta làm được cái việc như vậy đó thì đây ta bảo là tu thiện. Còn ngược lại tôi nói là cái việc ác đó, mà nó đã sanh ra rồi, bây giờ ta cho nó tăng trưởng lên nữa thì cái này hỏng rồi. Tại vì ác nghiệp chúng ta, cho nên bây giờ quan gia gặp lại, do đó mà nó nghĩ ác, nghĩ xấu về chúng ta rồi. Mà bây giờ để chúng ta lại càng bực bội, tức tối và đối phó nữa thì cái ác này tăng lên. Tăng lên thì trong kiếp này ta trốn được, nhưng mà những kiếp về sau, những kiếp về sau tái sanh ra là liền gặp trở lại thôi. Cho nên trên cuộc đời này tu hành, Đức Phật dạy chúng ta có những người khéo tu đạo Bồ Tát những cái kiếp về trước, tức là tạo được cái thiện, tạo được cái điều thiện, cho nên tái sanh lên cuộc đời này họ có một cơ thể khỏe mạnh, họ có một cái đầu óc thông minh và họ có một cái ngoại hình dễ coi và họ có một số quần chúng ủng hộ. Đây là trên bước đường tu. Còn ai mà sanh trên cuộc đời này nữa thì thân bệnh hoạn, tánh tình thì khó thương, không ai muốn gần gũi nữa thì biết cái này ác nghiệp quá lớn rồi. Đây là cái ác nghiệp của mình quá lớn rồi. Nhưng mà không than trời trách đất gì mà nghĩ túc nghiệp của mình đời trước đó, mình không được gặp Phật cho nên không được tu, cho nên bây giờ mình như thế này. Bây giờ mình gặp Phật rồi thì mình nên xóa cái nghiệp này. Ta nên xóa cái nghiệp ác này. Mà xóa cái này đó là bằng cách đó, là ta tu cái hành nhẫn nhục như Đức Phật dạy. Ta tu hành nhẫn nhục, ai có đổ lên chúng ta cái gì chúng ta cũng chấp nhận, chúng ta trả hết cái này. Rồi đã có cơ hội ta làm được cái việc gì tốt, dù nhỏ mấy ta ráng ta làm, thì cái trường hợp một lúc đó nghiệp ta hết rồi thì ta sẽ được quý trọng. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Và kinh nghiệm của riêng tôi đó, tôi muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Cho nên nếu mà tăng ni và Phật tử của chúng ta ở tỉnh nhà này mỗi người đều thực hiện theo lời của Đức Phật dạy như thế,
chỉ tu một pháp này thôi, thì một lúc sau đó người nào cũng có quyến thuộc Bồ Đề, và người nào cũng xa lìa tất cả những cái bản ác. Sanh ra là chúng ta sẽ không gặp những cái đối thủ nữa, những người gây khó khăn nữa. Đây là kinh nghiệm cái con đường tôi đã trải qua rồi. Tôi đã trải qua mấy chục năm tu hành rồi. Tôi cũng gặp rất nhiều những chướng duyên, nhưng mà bằng cái pháp nhẫn nhục của Đức Phật dạy, nhìn vui vẻ chấp nhận, mà từ từ những này xả hết. Rồi lúc bây giờ đã tạo được cái thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp này nữa, mặc dù họ chống phá mình, nhưng mà mình lựa khi nào họ cần mình, họ nhờ mình thì mình sẵn lòng. Họ nhờ tới mình thì mình cũng sẵn lòng mình làm. Thì lúc đó mình mới gieo vào lòng họ một cái điều tốt. Chứ không phải là người ta chống phá mình, người ta hại mình, mà bây giờ nữa người ta xa cơ thức thế, người ta cần mình nữa. Chẳng những mình không giúp mà mình đạp nó thêm cái nữa. Thì cái này mai mốt mà nó ngoi lên được á, dù nó ngoi lên không được á, mà nó làm con rắn con rít đó, nó chờ ban đêm mình đi, nó cắn mình cái cho chết thì quan gia nghiệp báo rồi. Nên nó làm người trên mình á, đương nhiên nó đòi mạng được. Nhưng mà nó dưới mình á, tôi nghĩ nó làm con rắn con rít con mối con kiến nó cắn mình cái đó, trả thù chứ. Còn trong lúc mà mình tu mình thuần từ, cái tâm mình đã hoàn toàn an lạc, cái tâm mình hoàn toàn an lạc giải thoát rồi, dầu kiến nó có bò đầy người mình nó cũng cắn, phải không? Phải vậy. Nên khi nào mà quý vị đi vào rừng, ở đây là cái miền này rừng núi này, tức là sống với mối với kiến với các loài dã thú nhiều chứ. Nhưng mà khi nào quý vị tu theo Phật, cái tâm từ của mình mà nó phát triển lên được á, cái ác nghiệp mình hết đó mà, thì mình sẽ chứng kiến cái này. Thành ra thực tập cho chúng ta thấy. Thành ra tôi có những lúc á, mà ở trên núi tôi ngồi yên như vậy, tôi nhìn tôi thấy tất cả các cái con vật, mình nhìn nó bằng một cái tâm từ của mình á, tức là lòng thương của mình á, tôi có cảm giác như nó không sợ, nó bò lại, nó gần gũi với mình, nó nhìn mình như cái mình thương nó bao nhiêu thì nó cũng quý trọng lại mình bấy nhiêu. Cho nên đây các loài dã thú, nhưng mà mình khởi lên kỷ niệm hại nó phải không? Thì đương nhiên nó sẽ có phản ứng. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta nghiệm. Nếu người mà tạo ác nghiệp nhiều thì chắc chắn đó là cái trường hợp sẽ gặp những cái quả báo đó. Cho nên có người đó, họ kinh nghiệm, họ nói với tôi nữa, ai mà ăn thịt chó đó thì gặp chó nó sủa, phải không? Không biết cái này có thiệt hay không thì tôi chưa chứng kiến. Nhưng mà mình không ăn thịt nó đó, thì nó nhìn mình đó, nó rất là thương, rất là. Và có những cái con thú vật này nữa mà nó coi mình như là bạn. Nên khi mà tôi qua bên Pháp, tôi tới chùa Trúc Lâm, nên hòa thượng ở Phúc Trúc Lâm đó, có nuôi một con chó, mà con chó tôi nói là rất là dễ thương. Khi mà tôi đi về đó, nó thấy tôi về đó, nó biết nó tới cái chỗ cái phòng mà tôi ở đó, nó trèo lên, nó cầm nó kéo cái cửa để nó mở cho tôi vô. Tôi thấy con chó rất là dễ thương, nhưng mà gần như là nó nghe được mình. Mà nó đó thì nó có một cái tật, ở chùa thì người ta ăn chay hết, nhưng mà thầy trụ trì là phải đi mua ba cái đồ mặn cho nó ăn. Thành ra bữa đó đó tôi mới tới, tôi nói, tôi nhìn chó, tôi lấy tay tôi sờ trên đầu nó, tôi nói, tôi biểu. Thành ra bây giờ đó là anh đó, tôi kêu đó bằng anh mà, chó. Bây giờ đó anh đã sanh ra làm súc vật rồi, nhưng mà cái may mắn là anh được đi về chùa. Thôi mấy thầy ta ăn chay thì anh cũng tập ăn chay theo người ta đi, chứ đừng ăn mặn nữa, đừng tạo nghiệp nữa. Thế nên tôi chỉ nói như vậy đó, thì Hòa Thượng Phước Đường tưởng là tôi nói chơi, phải không? Nhưng mà tôi chỉ nói như vậy thôi. Thế nên bữa sau Hòa Thượng Phước Đường đem thức ăn mặn đến, tuyệt anh không ăn, không ăn. Cho nên nghe được, nó nghe bằng cái tâm tưởng của mình. Đó là trên cái bước đường tu,
không thể nghe được ngôn ngữ, nhưng mà nghe bằng cái tâm. Cho nên tất cả những cái con vật á, khi nào quý vị thương nó biết, ghét nó biết, giết nó biết, mà nuôi dưỡng nó biết. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta làm được việc thiện á, thì chẳng những loài người chúng ta mà luôn tất cả các loài khác nữa đó, ta cũng tu. Rồi như vậy đó, ta ở bất cứ chỗ nào nữa thì tất cả những cái này chung quanh chúng ta đó đều trở thành ra thiện hữu tri thức của chúng ta. Ta nói người giàu cũng là tri thức, mà người nghèo cũng là tri thức, người giỏi cũng là tri thức, người dở cũng là tri thức, thậm chí tứ sanh lục đạo đối với chúng ta đều là tri thức hết, nếu ta ở trong pháp của Đức Phật. Còn nếu ta khởi lên cái tâm mà phân biệt không tốt thì lần lần nữa cái người mà tốt với chúng ta đó, họ cũng trở thành ra không tốt. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì hôm nay đó, tôi tới đây thăm, tôi có một số mấy cái suy nghĩ nhỏ như vậy muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử ở tỉnh nhà chúng ta, và cũng cầu mong làm sao mà quý vị ở đây đó hóa giải được hết tất cả những cái người chết ở trong chiến tranh, và biến họ trở thành ra thiện hữu tri thức của mình từ trong thế giới vô hình cũng như trong cái thế giới hiện thực này, để cùng nhau xây dựng một cái tỉnh nhà chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp. Cầu Phật gia hộ cho quý vị luôn được an lành.